xin chào tất cả các bạn rất vui được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay các bạn ơi trong sau những cái buổi học về tập đọc và chính tả thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với cô đi vào uh, luyện tập về luyện từ và câu nhé thế ở trong các buổi trước thì các con đã được biết đến và làm quen với cả biện pháp nhân hóa uh, chúng mình được biết là à để nhân hóa một sự vật thì có thể là gì nhỉ à gọi bằng những từ ngữ dùng để gọi người đúng không rồi làm gì nữa à tả sự, các sự vật đấy bằng những cái từ ngữ uh, dùng để tả người có thể tả về hoạt động tính cách đó. Thế thì um, chúng mình thấy rằng là các con đã được luyện tập khá là nhiều về biện pháp nhân hóa đấy rồi và chúng mình khá là quen với cả hai cái cách đó là gọi và tả sự vật như gọi và tả uh, con người. Thế ngày hôm nay đi vào nội dung của phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ được củng cố một lần nữa về biện pháp nhân hóa và chúng ta sẽ được biết thêm một cách nhân hóa mới nữa dành cho các sự vật. Vậy đó là cách nhân hóa gì thì hãy cùng với cô đó, chút nữa chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung của bài tập 1 bên cạnh phần ôn ôn lại về nhân hóa thì các con cũng sẽ được uh, tập về cách đặt và trả lời cho câu hỏi để làm gì đó thì trong một câu làm sao để xác định được các cái bộ phận trả lời cho câu hỏi để làm gì có thể uh, đặt được những cái câu hỏi uh, mang cái ý nghĩa tương tự và cuối cùng chúng ta sẽ cùng với cô đi ôn tập lại cái nội dung về các cái dấu câu mà các con thường sử dụng như vậy chúng mình thấy nhé trong phần bài ngày hôm nay chúng ta có ba nội dung tất cả thứ nhất là sẽ được ôn tập về nhân hóa thứ hai là ôn tập về cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì và cuối cùng là chúng ta sẽ ôn tập về cách sử dụng các dấu chấm dấu chấm hỏi và dấu chấm than cả lớp đã nắm rõ được nội dung bài học ngày hôm nay chưa nào rồi, cô mời cả lớp cùng bắt đầu với cô đi vào bài tập 1 trước đã Thế thì như ở trong bài tập 1 chúng ta sẽ đến với nội dung về cái biện pháp từ từ đó là nhân hóa Các con có thể theo dõi trong sách giáo khoa trang 85 Hoặc có thể hướng mắt nhìn lên trên bảng đề của cô Ở trong phần bài tập 1 chúng ta có nhiệm vụ như sau Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì? Và cách xưng hô ấy có tác dụng gì? À, như vậy chúng ta thấy rằng là Trong những bài học trước, thường các câu hỏi sẽ là à các con vật được gọi bằng gì các con vật được miêu tả qua những cái hành động như thế nào đúng không thì ngày hôm nay chúng mình thấy câu hỏi lại đặt ra là cây cối và các sự vật tự xưng là gì nghĩa là tự bản thân nó xưng ra đúng không nó bình thường chúng ta nói chuyện với cả bố mẹ các con xưng là con nói chuyện với cả ông bà cô chú bác chúng ta xưng là cháu nói chuyện với cả bạn bè chúng ta xưng là tớ chẳng hạn thì các cái sự vật ở trong cái câu thơ sau nó sẽ tự xưng là gì chúng mình cùng xem nhé rồi và sau đấy chúng ta sẽ tìm hiểu là cách xưng hô ấy thì có tác dụng gì trong cái việc là sử dụng cái biện pháp nhân hóa đó Thế thì chúng mình nhìn thấy ở bên dưới chúng ta có hai phần là hai câu thơ, câu thơ A và câu thơ B. Chúng ta cùng đi xem mà cả hai câu thơ này thì các cái uh, con uh, sự vật và cây cối thì sẽ được xưng là gì. A à này. Tôi là bèo lục bình bất khỏi sình đi dạo dòng mây trắng làm buồm, mượn trăng non làm giáo. Câu thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Oánh và sang câu thơ B, khổ thơ B này tớ là chiếc xe lu người tớ to lù lù còn đường nào mới đắp tớ lăn bắn tăm tắp câu thơ của tác giả trần nguyên đào thế thì cả hai câu thơ này đều thứ nhất cô muốn các bạn xác định cho cô sự vật được nói đến ở trong hai câu hai khổ thơ trên đã à ở câu ở câu a nhé khổ thơ a chúng ta thấy sự vật được nhắc ở tới đây là là gì đây à là bèo lục bình đúng không nào bèo lục bình nhưng bèo lục bình có gọi là Có phải là cô bèo lục bình không Mà tự bản thân bèo lục bình Xưng lên đúng không Giới thiệu về mình Tôi là bèo lục bình Vậy thì sự vật thứ nhất là bèo này Đó là cái cây bèo đúng không Cây bèo đấy, cây bèo là cái loại cây mà thường hay sống ở trên thì nhận mặt nước ở các ao hồ đúng không? Đó, vậy thì cái cây bèo này nó đã tự xưng đúng không nào? Nó tự giới thiệu về nó và nó dùng từ gì khi nó tự xưng là gì đấy? Xưng là gì nhỉ? Tôi đúng không? Tôi là bèo lục bình, cây lục bình tự nói và tự xưng hô và dùng từ để là từ tôi. Sang khổ thơ B nhá. Tớ là chiếc xe lu, người tớ to lù lù, còn đường nào mới đắp, tớ lăn băng tăm tắp. Vậy thì ở đây sự vật được nói đến ở đây chính là chiếc xe, chiếc xe lu, chiếc xe lu tự xưng mình là gì nhỉ? À là tớ đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy qua câu A và qua câu B, các sự vật và cây cối được nhắc đến tự xưng là gì nhỉ? Là tôi, là tớ đúng không? Cây bèo thì tự xưng là gì nhỉ? Là tôi, còn xe lu thì tự xưng là tớ. Vậy thì các con sẽ thấy nhé. So với việc là cây bèo lục bình nói rằng là bèo lục bình bất khỏi sình đi dạo, và chiếc xe lu uh, to lù lù thì tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa tôi là bèo lục bình để cho bèo lục bình tự nói và tự kể về mình đúng không chiếc xe lu cũng vậy tớ là chiếc xe lu người của tớ thì to lù lù vậy thì các con sẽ thấy rằng so với việc là chỉ kể rằng là bèo lục bình bất sình đi dạo trong mây trắng làm mùa mượn chăng nào là giáo với cả chiếc xe lu to lù lù con đường nào mới đắp đó, thì thì rõ ràng việc chiếc xe lưu xưng tớ này Tớ là chiếc xe lưu này, người tớ là to lù lù này Tớ là bằng tâm tấp này Thì cái việc là để cho các cái sự vật đó tự xưng, tự nói ra lời của mình Bằng các cái lời xưng hô như là tớ này, là gì nhỉ là tôi Hoặc là nếu ví dụ như là gà con nói với mẹ Đó con năm nay đã 9 tuổi rồi con đã có thể lớn, tự lập được rồi. Vậy bạn gà con bạn tự nói bạn tự xưng hô xưng là con với cả gà mẹ đúng không? Thì chúng mình thấy rằng là cái việc sử dụng cách xưng hô ấy có tác dụng gì đây? Nào chúng mình thấy với việc là sử dụng tôi này, rồi tớ này thì nó có tác dụng gì? Rõ ràng các con thấy rằng là nhờ cái cách xưng hô như vậy này, cây bèo lục bình và chiếc xe lu nó trở nên gần gũi thân thiết hơn rất nhiều đúng không giống như một người bạn đang trò chuyện với chúng ta vậy bây giờ cô đang đi trên đường cô nhìn thấy chiếc xe lu